Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Thì trong clip này em sẽ chia sẻ đến những anh em về ba cái lưu ý để tránh cây mai nó sẽ vô nụ sớm nha anh em. Tránh cái trường hợp cây mai nó vô nụ sớm, nó vô nụ một cách tự nhiên đấy nha anh em. Thì trong clip này em chỉ chia sẻ với những anh em mới chơi nha, những anh em mà mấy lúc giờ đang theo dõi cái kênh của em, đang theo dõi cái cách đi phân của em. Để làm sao các anh em canh và điều chỉnh được cái nụ mai nở đúng vào cái dịp Tết nha anh em. Rồi, đi vào cái nội dung của clip hôm nay ha. Thì cái lưu ý đầu tiên đó là về cái nước tưới nha anh em. Thì bắt đầu từ bây giờ là tháng 5 nha anh em, hôm nay là 20 tháng 5 âm lịch. Thì bắt đầu trong cuối tháng 5 này và tháng 6, nguyên cả tháng 6, cái thời gian này anh em chú ý về cái lượng nước tưới ha. Nước tưới là lúc nào chúng ta tưới cũng phải đủ cho cây mai nha. Nha, nó rất dễ bị thiếu nước nha anh em, rất dễ bị thiếu nước. Mặc dù thời gian này trời mưa rất là nhiều nha anh em, nó có mưa thì kệ, anh em vẫn phải tưới cây mai nha anh em. Đối với cây mai á, như anh em thấy không, đây nè, những cái mai mà nó xanh hết cái lá này nè, kín hết tàn như vậy nha. Như anh em thấy không, nó kín hết cái tàn luôn ha. Cái chậu nó nhỏ nè, cái tàn nó rất nhiều nè, lá kín nè. Thì những cái cây mai như vậy nè, nó cần một cái lượng nước rất là nhiều nha anh em. Nên anh em chú ý về cái kỹ thuật tưới nè. Buổi sáng là anh em phải tưới cho thật nhiều trong cái lòng chậu này để cho nó đủ nước. Ví dụ như anh em tưới ha, anh em chỉ tưới trong lòng chậu thôi, anh em đừng có tưới ra ngoài, đừng có tưới trên lá chi. Buổi sáng ha, buổi sáng anh em đó, một ngày ít nhất là tưới một lần nha anh em. Nhưng mà nên chúng ta nếu có thời gian ta tưới hai lần là ok ha. Buổi sáng anh em tưới thiệt nhiều vậy ha, không cần tưới trên lá. Còn buổi chiều á, tới ví dụ như có mưa hay không mưa á, thì anh em cũng phải tưới cho cây mai ha, tưới như tắm như vậy đây, tắm như vậy nè, tắm như cái tắm cây mai vậy ha, đó, tắm như vậy nè, nó rất nhiều cái lợi nha. Thứ lợi thứ nhất á, nếu mà trong ngày đó nó có trời mưa á, chiều lại anh em tưới ví dụ như 4-5 giờ, 5-6 giờ chiều á, là anh em tưới, anh em sẽ rửa được cái lượng nước mưa dính trên lá này ha. Nước mưa nó sẽ làm dễ làm cho cái đốm lá này, đốm lá hiện tượng như lá nó khô cháy lá này kia đó này. Còn nếu mà trường hợp không mưa thì anh em tưới như tắm như vậy nè, thì cái cây mai nó phát triển rất là mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì cái thời gian mà qua một ngày á, cây mai nó đã khan nước á, thì 4-5 giờ chiều lúc anh em tưới, anh em xịt trên tàn lá, trên cành nhánh, thì bản thân cái cành nhánh này nè, lá thân cây luôn nó sẽ hấp thụ được nước ha, hấp thụ được nước, thì nước có mang theo dinh dưỡng thì cây mai nó sẽ phát triển rất là mạnh. Còn cái trường hợp mà chúng ta tránh cái trường hợp ở đây là chúng ta thấy trời mưa mà chúng ta không tưới nha. Đó là lưu ý đầu tiên. Nhiều anh em á là thấy chiều hôm nay mưa là anh em ngày mai là anh em không tưới, cứ một ngày như vậy, hai ngày như vậy, ba ngày như vậy, thì dẫn đến là nếu mà trường hợp bị nặng ha, nó khô một thời gian 3-4 ngày, thiếu nước một thời gian, thì khi anh em tưới lại á, nặng nó sẽ rụng hết tàn lá đó, cái điều đầu tiên ha. Còn cái trường hợp nếu mà nó một thời gian dài, mặc dù cái mai nó không có thiếu quá nhiều về nước, nó thiếu ít thôi, không thiếu nhiều, thì dẫn đến nè, cái tàn lá này nè nó rất là mau già ha, nó chậm chọt, chậm đọt, đọt nó chậm ra, như anh em thấy không, này nó ra đọt liên tục ha. Đó, này, đứng cái này bấm nó ra tiếp nè, nó chậm ra đọt thì cái lá này nè nó sẽ rất là mau già. Đó, thì cây mai nó vậy đó, nó không nuôi lá thì nó sẽ chuyển qua nuôi đậu. Thì bắt đầu từ bây giờ ha, cái khí hậu này, cái thời tiết này thì đã là cái điều kiện để cây mai nó hình thành mầm nụ nha. Chúng ta không cần đi phân, nó vẫn hình thành mầm nụ bình thường nha anh em. Đó, thì anh em cứ chiếu theo cái quy tắc thôi, không nuôi lá, cái lá già nó không ra chồi nữa thì nó chuyển qua nuôi nụ. Nó vô nụ rất là nhanh, nuôi nụ thời điểm này trong tháng 6 nó vô nụ, đầu tháng 6 mà nó đã hình thành mầm nụ là cây mai nó chắc chắn là nó sẽ nở sớm nha.
Đó. Thì đây là cái vấn đề anh em chú ý về cung cấp đủ nước cho cái cây nha. Đó, vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai ở đây thì để em dẫn chứng vấn đề thứ nhất cho anh em xem cái trường hợp. Nếu mà anh em gặp trường hợp bây giờ mà nó đã có hiện tượng hình thành những cái mầm nụ rồi, anh em phải có cách xử lý như ha. Ví dụ đây ha, bên này nè. Đó, đây có cây mai này nha. Cây mai này nè. Anh em thấy không? À, cái tàn lá nó rất là kính như vậy này. À, xanh ha, không có bị vàng nha anh em. Xanh lá nha. Dây lá đàng hoàng. Đây. Anh em thấy không? Tàn lá nó rất là xanh, rất là dày nha anh em. Nhưng mà anh em thấy nè. À, tàn lá nó nhiều nè. Cái bầu đất nó ít nè. Thì những cây vậy nè, thường nó bị thiếu nước anh em ha. Em tưới là tưới buổi sáng khoảng chừng 3-4 tiếng hồ nó hút sạch hết nè. Vậy cây mai nó bị khan nước dẫn đến nè. Đọt nó không ra nè, đọt nó chậm ra nè anh em thấy không? Đó. Đọt nó chậm ra, à, dẫn đến là nó hình thành mầm nụ nè anh em, dạch cho anh em xem nè. Đây, nó hình thành mầm nụ kim nè anh em thấy không? Mầm nụ kim nè. Nè, không nói gian nha anh em. Đó. Tự nó hình thành mầm nụ, không phải là anh em đi phân nó mới vô nụ nha. À, vẫn vô nụ kim nè. Đây nè. Vô nụ một cách tự nhiên anh em. Đây là cái mai nó dọn do nó bị sừng. Nó sừng cho nó chúng ta bị thiếu nước á. Nó bị thiếu nước là bị sừng lại, nó vô nụ thôi. Thì cái này á, trường hợp này thì anh em sẽ dùng giữ ẩm lại cái mặt trọng này, phủ xơ dừa, trộn thêm xơ dừa giá thể anh em phủ vô. Chú ý là cái xơ dừa để giữ ẩm lại cái thân ha. Rồi anh em kết hợp nè, anh em lấy bớt cái lá đi. Lấy bớt cái lá mà đang hình thành những nụ kim vậy nè, anh em lấy bớt đi. Lấy bỏ đi. Đó, rồi anh em đi phân vô, nó sẽ cho nó ra những cái chồi mới. Đó, thì cái này hồi lúc bây giờ em đã xử lý rồi, cái đây mấy bữa em đã xử lý rồi nha anh em, thấy thì tự lá già em đã xử lý rồi, em đã rong rồi nè, nó cũng thông thoáng rồi nè, bây giờ nó cũng đã đang chuẩn bị ra chồi mới, chồi mới rất là nhiều. Đó thì anh em xử lý bằng cách đó ha, giữ ẩm lại cái mặt chậu, rồi chúng ta lấy bớt cái lá già này đi nè, lớp có những cái lá già chân bên trong này nè. Những lá mà đang hình thành mầm nụ trong này nè, à, thì người ta lại bớt đi, thì lúc đó nó sẽ kích thích cho cái ra cái chồi mới, chồi lá mới nha anh em. Thì chỉ có ra chồi lá mới thì chúng ta mới giữ được, giữ được bông ha, chúng ta mới điều chỉnh được bông, nè nó vô mầm nụ kim nè anh em thấy không? Lại bớt cái lá này trong này đi nè, để kích thích cho ra được chồi mới ha, rồi đi tưới phân vô, thì phân đi như thế nào thì em sẽ chia sẻ với các anh em luôn, và cái việc đi phân. À, cũng là một cái lưu ý ha. Đó thì cái lưu ý đầu tiên là về nước ha. Nó minh chứng mình em mình nước nè, nước bị thiếu nó sẽ vô nụ nhanh nè. Rồi vấn đề thứ hai nữa là bắt đầu từ đây. À, đổ đi là cây mai nó đã xuất hiện cái con nhện đỏ nha anh em. Cái con bọ trĩ thì chúng ta không nói rồi, nó luôn luôn nó đi song hành với cái việc chúng ta xịt để bảo vệ cây mai, nó luôn luôn ám ảnh với cây mai này con bọ trĩ nha anh em. Bởi vậy khi mà anh em xịt thuốc thì đầu tiên anh em nghĩ là xịt bọ trĩ trước ha. Rồi đó là cái thời gian đầu năm, thời gian mà có lá non, ví dụ như thời điểm này nè, nó rất là non như vậy nè, anh em cũng phải xịt bọ trĩ nha. Rồi cái bắt đầu từ thời điểm này đổ đi thì anh em phải tăng cường xịt nhện đỏ, tức là anh em chọn những cái loại thuốc nào mà nó có nhện đỏ nha anh em. Cái nhện đỏ nó rất là ghê gớm. À, đây nè, cái nhện đỏ ví dụ lá vậy ha, con nhện đỏ nó ăn chúng ta không biết như này nè. Nó bám dưới cái mặt lá này nè, nó hút khô nhựa làm cái biểu bì cái mặt lá này nè, nó không có quang hợp được, thì dẫn đến là cái lá rất là già, rất là màu già và nó sừng hết toàn bộ cái cây luôn, thì nó vô nụ rất là nhanh luôn anh em nha. Bởi vậy cuối năm này cái lưu ý thứ hai là anh em phải xịt nhện đỏ, đồng thời anh em cũng phải xịt bọ trĩ. Thì anh em cứ yên tâm, khi anh em xịt bọ trĩ nhện đỏ thì không có sâu nào sống nổi nha anh em, nên anh em không cần phải chú ý về sau đâu, miễn sau chú ý về bọ trĩ nhện đỏ, khi anh em xịt vô là sau nó tự động nó chết rồi. Rồi vấn đề thứ hai muốn chia sẻ thêm với anh em ha, vấn đề thứ ba là đi phân. Đó, về chú ý về cái việc đi phân nha anh em. Đây hôm nay em sẽ quay lại cái quy trình, cái cách thức đi phân của em hồi lúc giờ em có lúc chia sẻ anh em ha. Đó, thì mấy lúc giờ em có chia sẻ em anh em là bốn cái loại này thì từ năm ngoái, năm trước em cũng có chia sẻ anh em rồi. Tuy nhiên cái đợt này nó có thay đổi một chút xíu về thứ nhất cái mẫu phân này nè, những cái mẫu phân có thay đổi ha.
Mấy lúc trước á là em chia sẻ anh em là dùng rót 2, rót 4, rót 2, rót 4 cũng được nha anh em. Nghĩ sao là cái này là dạng dưỡng rễ nha anh em, dưỡng rễ. Rót 4 hoặc rót 2 cũng được. Thì em có lúc chia sẻ với anh em đó ha. Rót đó. Thứ hai nữa là phân hữu cơ humic. Humic thì như những năm trước á thì em hay dùng humic mà dạng bột, thì đợt này có dạng nước ha, bột nước để được anh em. Vì sao là cái dạng humic có thành phần axit humic cao, rồi kết hợp với lại phân NPK này đó, thì hai này đi chung, này đi riêng, hai này đi chung. Và thứ ba nữa là phân bánh dầu đó. Phân bánh dầu đậu phộng thì bánh dầu này nó giúp lá xanh to dày, quang hợp tốt, xanh bóng luôn anh em nha. Rồi đó, thì em sử dụng là bốn loại này, thì cứ xoay vòng nha. Anh em chú ý cái lưu ý việc đi phân này á, là anh em không bỏ cử ha. Đây là cái lưu ý, nhiều anh em á, là bỏ cử nha, mãi đi làm rồi quên, không nhớ là mình đã tưới cái gì. Tới giờ không nhớ là mình đã tưới trước đó mình tưới cái phân gì, và không nhớ là mình tưới là bao nhiêu ngày rồi. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ anh em một cái mẹo ha, cái mẹo em đặt ra ở đây á, là cứ chủ nhật này đi phân nha anh em. Cứ chủ nhật này đi phân, ví dụ ha, ví dụ như chủ nhật tuần này thì tưới cái này nè, tưới cái này được dưỡng rễ nha anh em. Không nhất thiết với cái này nhưng mà nó dưỡng rễ, ví dụ anh em là dưỡng rễ đấy ha. Có thể sử dụng rót nè, rót 4 nè, hoặc là những cái loại mà dưỡng rễ tương tự nha anh em, nhưng mà đừng có xài kích thích nha, sử dụng rễ nha anh em. Rồi nhưng mà những cái loại mà dưỡng rễ mà nó làm vọt đọt đừng xài ha, dưỡng rễ mình hỗ trợ vào rễ như vậy nè, mới ngon nè. Rồi đó, thì tuần đầu tiên thử đi này ha, cái chủ nhật là tưới nha. Chủ nhật tiếp theo đó, là cứ hai ngày pha chung nè, pha chung cái liều lượng. Thì lúc giờ em có chia sẻ anh em rồi, anh em có thể vào cái phần mô tả để anh em xem thêm cái liều lượng pha chi tiết ha. Rồi cái thứ ba, qua tuần thứ ba, chủ nhật thứ ba là anh em tưới cái này. Giờ anh sẵn ở đây thì em nói về cái liều lượng luôn. Thì đối với cái liều lượng á, pha á, thì thường á là một nắp như này nè, là pha cho cái bình 10 lít nha, khoảng chừng từ 8 đến 10 lít, 9 đến 10 lít là một nắp này. Một nắp này là khoảng chừng 15 ml nha, 15 20 lít. Đó. Còn một xô thì hai nắp. Còn cái này cũng vậy. Một xô hai nắp, còn cái này cũng vậy. Cái một xô hai nắp này. Và hai muỗng canh nè, hai muỗng canh ăn cơm á, muỗng mà chúng ta ăn cơm á. Muỗng NPK này chúng ta quậy chung, hai này chúng ta tưới. Đó. Rồi cái này á thì cứ một nắp này nè là khoảng 6 lít ha. 6 3 18 khoảng một xô 18 lít á, thì anh em pha ba cái nắp này. Ba cái nắp này. Đó, thì cứ anh em xoay vòng vậy, thì một nắp là khoảng 6 lít, 6 lít nha, nắp lưng lưng á, khoảng 6 lít. Đó, nó vậy anh em dễ hiểu. Đó. Thì anh em cứ xoay vòng, cứ tuần này, chủ nhật tuần này tưới này, chủ nhật tuần sau tưới cái này, và chủ nhật tuần tiếp theo tưới cái này. Đó, anh em cứ xoay vòng như vậy nha. Và lưu ý anh em là không bỏ cử nha anh em. Nhiều khi anh em quên hoặc mãi là con chuyện là bỏ cử. Khi mà anh em bỏ cử phân từ 1 hoặc 2 cử đến 2 cử là cái lá mai nó sừng lại nha anh em. Những cái đọt mai này nè, cái lá này nè, nó sừng lại này dẫn đến nè, nó hình thành cái mầm nụ trong này nè, rất là nhanh. Nên không cần chúng ta phải đi phân tạo mầm nụ, nó vẫn vô nụ một cách bình thường. Tại vì thời điểm này trở đi thì cái khí hậu và cái điều kiện nó đủ điều kiện để hình thành mầm nụ nên nó hình thành một mầm nụ một cách tự nhiên. Nếu mà chúng ta nuôi cái tàn lá nó không sung, không xanh, không có nhiều vạt phát đọt nữa thì nó chuyển qua nó hình thành mầm nụ. Nên việc đi phân thì anh em phải chú ý cái vấn đề này ha. Phân là phân có NPK cao nha anh em. Cái NPK có đạm cao nha. NPK thì tùy theo cái cây mà chúng ta chọn. Nếu mà em đang sử dụng cái loại này, ví dụ những cây mai tàn, những cây mai mà xin nguyên thủy thì nó sẽ vô nụ, nó sẽ tàn, nó phát triển rất là mạnh, thì anh em sẽ giảm cái thành đạm xuống, ví dụ như 16, 16, 8 hoặc 20, 20, 15 ví dụ vậy. Còn bình thường thì anh em cứ sử dụng cái NPK có đạm cao nha. Vì sao có đạm cao là được, nhưng mà nên NPK nha. Nói bên NPK, NPK nó cân bằng với dinh dưỡng, vừa đạm vừa lưng kali. Nếu mà cộng TE thì càng tốt. TE là cái vi lượng ha, vi lượng, bổ sung vi lượng cho cái cây á, để nó xanh lá dày lá ha. Đó, thì đây là cái lưu ý về vấn đề mà chăm sóc cây mai trong cái dịp, cái thời điểm mà giao thời giữa cái việc phát triển
Giữa cái giai đoạn phát triển ngành nhánh và cái tới cái giai đoạn hình thành cái mầm nụ của cây mai ha, thì em chia sẻ để thêm để anh em, những anh em mới chơi đó, để làm sao điều chỉnh được cái cây mai của mình vô nụ đúng cái thời điểm để sao kịp Tết nha, để sao canh cái bông kịp Tết nha anh em. Rồi một lần nữa xin chào, hẹn gặp lại anh em trong clip lần sau nha.